Xin chào toàn thể anh em, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một quả súp trầm của Canada, hàng ngoài của Canada, có model là Miranger. Trước mình cũng lên cho anh em một quả súp PSV của Canada bát 25. Hôm nay mình lại lên tiếp cho anh em một quả súp của Miranger, hàng ngoài của Canada cũng là bát 25. Nhưng mà đôi quả này về có thể thích thùng cực kỳ là lớn, to anh em nhé, nó phải to cao như là con bát 30, thể tích thùng nó lớn. Mà con này về trong tình trạng rất là đẹp, mà hàng hiếm anh em nhé. Trước tiên mình đưa đo cái thông số trước là anh em này, của nó là ngang là 40 anh em ạ. Sâu của nó là 26/5, tính cả ra đến căng của nó là rơi vào tầm khoảng độ 28 phân anh em ạ. Còn không tính yê căng của nó là rơi vào tầm khoảng 36/5. Và chiều cao của nó là 41 phân anh em nhé, 41 phân. Thể tích thùng của nó cực kỳ là lớn. Con này bát, giải bát của nó uy lực lắm anh em ạ. Đây là yê căng của nó là anh em này, Miranger. Ế căng còn rất là đẹp, không lủng rách chỗ nào cả. Ế căng của nó là bọc vải. Khung của này của nó là khung gỗ, gỗ ép anh em nhé, 4 chấu còn nguyên zin. Các cái tuyến bát của nó là anh em này, tuyến bát còn cực kỳ là đẹp. Con này của nó là bát 25 anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đi test cho anh em nghe thử một đoạn. Con này về trong tình trạng cực kỳ là đẹp, góc cạnh vuông vắn hết. Mình sẽ test cho anh em một đoạn và mình sẽ báo giá cùng anh em. Con này nó là một lỗ thông hơi, nó làm đằng sau anh em. Đây này, một lỗ thông hơi to lắm, nằm đằng sau. Điện của nó là 220V. Nó có một cái đèn báo nguồn đây này anh em này, có cái đèn báo nguồn xanh xanh ấy, mình cắm trực tiếp từ cái máy tính này thôi. Con này nó chỉ ra một, mình cắm một dây thôi là nó ra tiếng bát, mình cắm sang cái lỗ bên này thì nó ra tiếng cả lời nữa anh em nhé. Anh em nghe cả lời thì anh em cắm hai dây, mà anh em nghe được tiếng súp không thì anh em cắm một bên thôi. Dây nguồn nguyên zin. Mình sẽ test cho anh em nghe thử qua một cái máy tính này thôi. Đấy, anh em nghe tiếng bát nó đánh mình nhau. Tiếng bát của nó thì đánh rất uy lực anh em ạ. Súp trầm của Canada thì anh em biết rồi. Đảo pha cắt cốt cực hay anh em nhé. Đây là mình tăng volume lên này. Đây là tiếng bát của nó uy lực lắm anh em ạ. Súp trầm Miranger này, anh em nào yêu con này thì